Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 87. Gặp nạn trên biển. Từ đồn Đông Tĩnh Tử đến Hắc Hải Dương của Thượng Hải, Hòa Thượng đã gặp nạn thủy quái báo thù. Hòa Thượng ngỡ rằng đã vì hoài bão hiến thân cho Phật giáo rồi, sao được Bồ Tát Quán Thế Âm gia bị biến nguy hiểm ra bình yên. Hòa Thượng kể: ở tại Thiên Tân hơn một tháng, tôi gặp thầy Thể Kính. Lúc đó thầy dự định đưa một số tỳ kheo Sa Di đi Hồ Bắc. Có người báo cho tôi biết nên tôi bèn đi chung với họ. Các vị tăng này gồm có 10 tỳ kheo và 4 Sa Di tính luôn tôi. Trong số 14 người xuất gia, có một chú Sa Di rất có đạo tâm và rất tử tế với tôi. Đó là ai? Chú tên là Thánh Chiếu. Tôi nghe nói chú hiện trụ xứ tại niệm Phật đường Đông Lâm ở Hồng Kông. Theo quy tắc thì tỳ kheo đứng phía trước, Sa Di ở phía sau, cho nên họ bảo tôi đứng xếp hàng ở phía sau họ. Nhưng vì họ không biết gì về thủ tục xuất hành, cũng không biết đến hải quan chích ngừa, chủng đầu, ngừa bệnh đầu mùa, thế là họ chỉ còn cách kéo tôi lên phía trước để dẫn họ đi giao thiệp. Thầy Thể Kính là người Hồ Bắc, nói tiếng Hồ Bắc. Lúc mới biết thầy, tôi thường không hiểu thầy nói gì. Thầy nói nhật đầu, ban ngày, thành nhĩ đầu, nhĩ là lỗ tai. Tôi cứ ngỡ rằng lỗ tai thầy đã bị gì rồi. Tôi kêu thầy là lão râu dài, chứ không phải tỳ kheo râu ria. Vì râu của thầy rất dài và thầy đã hơn 50 tuổi, cho nên là lão râu dài. Khi ấy tôi có đem theo một ít tiền. Lão râu dài này muốn tôi giao tiền ra cho lão. Lão nói rằng: các chú, ai có bao nhiêu tiền thì phải giao hết cho tôi, không được giữ tiền riêng. Các chú là Sa Di nên không thể giữ tiền được. Chúng tôi đều đi thuyền miễn phí đến Thượng Hải. Thuyền đó tên gì? Tôi nay quên mất rồi. Lúc ở trên thuyền đó, không ai để ý đến tôi. Họ chỉ biết là tôi ăn ngày một bữa, không mặc áo nỉ. Còn các việc khác họ đều không biết. Tôi cũng chẳng nói năng gì. Đáng lẽ chỉ cần 3 ngày, thậm chí chỉ mất 2 ngày thôi là từ Thiên Tân đến được Thượng Hải rồi. Cho nên trong thuyền chỉ chuẩn bị 3-4 ngày lương thực, nước uống cùng các vật dụng và dự tính đến Thượng Hải sẽ mua thực phẩm tươi tốt. Ai ngờ thuyền từ Thiên Tân đến Thượng Hải, khi đi đến giữa bộ phận Hắc Hải Dương nơi có nước màu đen, chiếc thuyền ở đó lảo đảo nghiêng qua ngã lại, xoay vòng vòng, giống như dưới đáy thuyền có quái vật gì đang cắn ngậm chiếc thuyền không cho nó chuyển động. Có làm sao đi nữa cũng không ra khỏi chỗ đó được. Lúc đó gió biển lại thổi mạnh, đưa đầu thuyền lên cao cả mười mấy trượng. Khi đáp xuống cũng chìm xuống nước sâu cả mười mấy trượng. Chúng tôi ngồi trên thuyền mà nó cơ hồ như muốn lật úp. Mọi người nằm dài, không đứng vững nữa, ăn gì cũng đều bị ói ra hết. Bởi vì chiếc thuyền dài 120 thước, rộng 40 thước, nên một khi nổi sóng, sóng đẩy nó lên cao mười mấy trượng, rồi lại rớt xuống sâu mười mấy trượng, cộng chung lại một cao một thấp đến 20 mấy trượng. Cho nên mọi người trên thuyền ngã té nhào, rồi lăn từ bên này lộn qua bên kia tứ tung. Lúc đó tôi ói dữ dội, mửa ra rất nhiều mật đắng. Thuyền bị kẹt lại nơi đó đến mười mấy ngày. Tất cả thức ăn, nước uống đều gần hết. Bà con lại bị lạnh rét, không sao tả nổi cảnh tượng gần 200 người sắp sửa chết đói khổ sở trên thuyền. Nỗi khổ này chỉ có ai trải qua mới biết, chứ người khác không cách nào cảm nhận được. Bởi vì không biết bao giờ mới đến Thượng Hải, cho nên mọi người phải bớt ăn lại một chút. Thông thường đa số người tu vì ăn một bữa nên ăn rất nhiều, nhưng nay chỉ được ăn lưng lửng no, nên họ than đói ôm sập. Vì người xuất gia đi thuyền miễn phí, nên nếu trên tàu họ không cho đồ ăn, chúng tôi cũng đành chịu thôi. Việc này đối với tôi không thành vấn đề, vì tôi có thể một tuần, hai tuần, ba tuần không ăn gì. Lúc còn trẻ tôi có thể không ăn 2-3 tháng mà vẫn làm việc như thường. Dầu không ăn như vậy mà mỗi tay tôi đều có thể xách đồ vật nặng khoảng 14 kg. Lão râu dài nói với đại chúng: các chú tối ngày cứ than đói, còn chú ăn từ kia, ăn ngày có một bữa
mà nào có thấy đói dữ như các chú đâu. Có người nói, chú không than đói, thật ra là chú ta đã lén ăn dùng đấy. Thầy nói chú ta lén ăn cái gì? Chú ta lén lút đi xin cơm giái ăn đó. Tôi cũng không trách thầy ấy nói vậy, vì ngày nọ khi tôi đứng trên bông tàu phơi nắng chỗ gần nhà bếp, vì đầu bếp đưa tôi một miếng cơm cháy, thầy đó đi ngang qua bắt gặp, bèn nhếch miệng cười khi dễ ra mặt. Thực ra tôi lấy miếng cơm cháy đó cho chú tiểu sa di thắng diệu, tôi vốn không có ăn nó. Lúc đó tôi trì chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm đều không linh nghiệm, thật không còn thần chú nào khác để niệm nữa. Tôi cũng ói ra rất nhiều mật xanh, trút ra hết nỗi uất ức. Vì bị hàm oan, trong bụng tiết ra rất nhiều nước đắng, nên chỉ trong chốc lát tôi mới ọc ra nhiều mật đắng như thế. Tôi nói cho các vị nghe, tôi đã từng đấu với loài quái vật dưới nước, đến cả 3 tuần lễ không ngủ cũng không ăn mới hàng phục được nó. Trong quá trình đi từ Thiên Tân đến Thượng Hải là tôi đích thân trải qua. Tôi biết đây lại là bọn yêu ma quỷ quái nổi sống 3 đạo. Không biết có phải là ô quy, rùa đen hay đại ngư tinh, cá mập hay đại thủy quái ở dưới biển muốn nuốt chửng cả chiếc tàu không nữa. Tôi không phải nói đùa, chứ đây giống như đường Tam Tạng đi Ấn Độ thỉnh kinh. Trên đường gặp 9 yêu tinh trong 18 đồng và yêu quái trong mỗi một đồng đều muốn ăn thịt Đường Tăng. Như vậy chúng tôi 14 người xuất gia đây cũng là 14 miếng mồi cho chúng. Kết quả ra sao? Nó đã không ăn tôi, cho nên tôi mới còn ở đây nói chuyện với các vị, cũng vì đã không bị quái vật đó ăn nuốt. Tôi nằm trên bông tàu nghĩ bụng, Quán Âm Bồ Tát, con sinh ra đời là muốn hiến thân cho Phật giáo, những gì con làm đều không phải vì bản thân con. Hiện nay yêu ma quỷ quái muốn nhận con trách nhiệm, nếu như Phật giáo vẫn còn dùng con và con còn có thể làm Phật sự được, con hy vọng Bồ Tát hiển linh ra tài thánh giải trừ tai nạn này, khiến cho thuyền đến Thượng Hải bình an. Nếu như Phật giáo không cần đến con nữa, thì 5 phút sau, nếu cuồng phong vẫn không dừng, con sẽ nhảy xuống biển để khỏi liên lụy đến những người khác chết theo con. Tôi vừa nói xong, gió cũng lặng, mưa cũng ngừng, rồi thuyền bình an đến Thượng Hải. Tàu vừa cập bến, những người đói như điên cuồng chạy bỏ mạng lên bờ. Họ cũng không nghĩ ra tại sao hốt nhiên sống lại yên, gió bỗng lặng như vậy. Họ đều nghĩ rằng chắc họ đã chưa tới số. May thầy được Bồ Tát bổ hộ, hàng phục tà ma thoát đại nạn. Sau đó tôi làm bài thơ ói mửa kỷ niệm lúc hoạn nạn. Kết bạn năm hành thập tứ tăng, hồ tử tỳ kheo sa di thanh, bích hải tiếp thiên thiên vạn lý, hắc ba trục lãng lãng thiên trọng, pháp hàng yêu tà chu dị phúc, luân thừa thánh trợ ẩu phương ninh, hỷ để hổ hải trừ cơ khác, vũ xương chánh giác bảo loa minh. Nghĩa là kết bạn năm hành 14 tăng, tỳ kheo râu dài sa di trẻ, chân trời góc biển thiên vạn lý, cuồng phong nổi sóng muôn trùng điệp, giáng pháp trừ tà thuyền ngã nghiêng, Bồ Tát hỗ trợ ói mửa yên, mừng đến Thượng Hải hết đối khác, vũ xương chánh giác chuông trống nghinh. Kết bạn năm hành thập tứ tăng, hồ tử tỳ kheo sa di thanh trẻ. Từ Thiên Tân đi thuyền tới Thượng Hải, lúc đó có 14 vị xuất gia. Lão râu dài là vị trưởng lão đã hơn 50 tuổi, có râu rất dài. Sa di thanh dùng chữ khinh, đồng âm của chữ khinh mạng cũng thông suốt càng hay. Vì tôi vừa nghèo lại vừa không khéo nói chuyện, cả ngày tôi không nói đến một câu. Lúc đó có một thầy múc phô trương rằng mình tu hành chân chánh, bèn ngồi suốt từ sáng đến tối. Nhưng nghe có ai nói tốt về tôi thì thầy ta không vui. Sao lại nói là có 12 người rưỡi khinh thường tôi? Vì các chú sa di đều trẻ tuổi, hơn nữa họ cũng khi dễ tôi, bởi tôi quá nghèo hoặc quá cô độc, không nhập bọn giống như họ, cho nên họ luôn hiếp đáp tôi. Tại sao là 12 người rưỡi? Vì trừ tôi ra còn lại 13 người. Lại có một chú sa di mới 11-12 tuổi, nên tôi kể như nửa người. Chú và sư phụ chú cộng chung là 1 người rưỡi. Cho nên tôi nói có 12 người rưỡi coi thường tôi.
đồng thuyền vượt biển 14 tăng. Chúng đều tôn quý, chỉ tôi bận, áo giá một bữa không chi khác, ai nấy quỷ bán cùng mắng la. Thuyền vừa cập bến, bởi mọi người đều đói rã rời, nên lão râu dài nói: chúng ta hãy mua mì nấu canh ăn. Sau một bữa no nê, thì quản lý nhà bếp muốn đổ chỗ ăn còn thừa xuống biển. Tôi vốn không ăn sáng, nhưng lúc đó thầy quản lý nhà bếp hỏi tôi có muốn ăn không. Tôi thấy thầy lãng phí thức ăn quá, nên bất đắc dĩ uống hai chén canh mì. Trong khoảng thời gian trên tàu, có người lúc nào cũng muốn tìm chỗ sơ hở của tôi, hễ động một chút là đi báo cáo với lão râu dài. Vị ấy nói: có sư phụ ở đó chúng ta không ăn đâu, nhưng lúc không có sư phụ ở đó thì cái gì chúng ta cũng ăn hết. Vị ấy lại mét tôi đã xin cơm cháy ăn. Lão râu dài bèn nói: chú tự cho mình trì giới, sao lại ăn lén vậy? Khi vị ấy nói tôi uống hai chén canh, lão râu dài lại mắng tôi: chú cũng uống canh mì nữa sao? Không phải chú đã nói là chú không ăn sáng mà, sao lại ăn vậy? Tuy bị quở mắng, nhưng tôi cũng không có cách nào để giải bày. Bích Hải tiếp thiên thiên vạn lý, hát ba trục lãng lãng thiên trọng. Đó chính là trời biển một màu. Khi nhìn trời vạn lý không cùng tầng, chỉ có chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả. Gió êm sóng lặng, hốt nhiên trong khoảnh khắc, nước chung quanh nơi đó bỗng biến thành màu đen và nổi sóng đen như mực. Rồi ngọn sóng này tiếp ngọn sóng kia, trùng trùng điệp điệp, dồn dập không ngừng như vậy. Pháp Hàng Yêu Tà Chu Dị Phúc, Luân Thừa Thánh Trợ Ẩu Phương Ninh. Dùng Phật Pháp hàng phục bọn yêu tà mới tránh khỏi nạn lịch tàu. Đó là do Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân bảo hộ, cứu giúp. Sau khi ói mửa xong, ai nấy không hề hấn gì, người và thuyền đều bình an vô sự. Hỷ để hổ hải trừ cơ khát, vũ xương chánh giác bảo lo minh. Gặp đại nạn được miễn chết, không bị Dương Bát Tinh rùa đen nuốt. Thuyền bèn bình an cập bến Thượng Hải. Đến Thượng Hải cũng không ai bị đói hay bị khát. Rồi từ Thượng Hải tôi đến chùa Chánh Giác ở Vũ Sư. Đại chúng ở đấy lại nổi hồi chuông trống kinh đón chúng tôi, nên nói là bảo lo minh. Lúc đó tôi tạm ở lại chùa Chánh Giác. Ha ha ha,